bắt giữ nam tài xế xe điên dương tính ma túy, tổng vàng nhiều phương tiện khi bỏ trốn. Thưa quý vị, cùng từ xe điên thêm một lần nữa đã được nhắc lại khi mới đây. Tại Hà Nội, một chiếc xe bán tải màu cam đâm vào xe cảnh sát rồi bỏ chạy, gây xôn xào dư luận. Trong quá trình chạy trốn, chiếc xe điên đã tông trúng nhiều phương tiện đang lưu thông. Đáng nói hơn, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nam tài xế dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Hà Nội vừa thông tin ban đầu về vụ việc tài xế bỏ chạy khi bị kiểm tra. Theo đó, chiều ngày 15 tháng 3, tổ cảnh sát trật tự công an của phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường. Đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe ô tô nhãn hiệu Forranger màu cam, biển số 29C 85642 đỗ sai quy định tại trước số nhà 119 Trương Định. Điểm này là nơi cấm đỗ dừng xe. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì Lê Tiến Dũng, 37 tuổi, trú tại Ý Yên, Nam Định, đi từ bên phía đường đối diện sang và nhận được chủ xe. Tổ công tác yêu cầu Lê Tiến Dũng xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra, nhưng Dũng không xuất trình được mà cầm 500 000 đồng đưa cho tổ công tác để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tổ công tác kiên quyết không nhận tiền và yêu cầu Dũng xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Dũng không chấp hành mà lên xe nổ máy và bỏ chạy. Dũng đã lùi xe, đâm làm hư hỏng phần đầu của xe ô tô công an phường phía sau rồi lách ra nhấn ga bỏ chạy theo hướng chữ định kim đồng linh đàm nguyễn xiển và ngã ba khuất duy tiến để lên được vành đai ba trên cao hướng về pháp vân quá trình bỏ chạy xe ô tô của dũng đã va chạm với ba xe máy một xe tải không gây thiệt hại về người ngoài ra qua giả soát còn phát hiện ô tô do dũng điều khiển va chạm với hai xe máy khác hiện lực lượng chức năng công an thành phố vẫn đang xác minh làm rõ vụ va chạm này và các vụ va chạm khác khi lên đường vành đai ba xe ô tô của dũng bị người dân chặn lại ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, phối hợp với người dân bắt giữ tài xế Dũng để đưa về trụ sở làm việc. Kiểm tra ban đầu xác định tài xế Dũng dương tính với ma túy, chưa phát hiện vi phạm về nồng độ cồn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo công an quận Hai Bà Trưng phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý nghiêm tài xế Dũng về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những ngày qua, hẳn nhiều người vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau thông tin từ vụ va chạm giao thông, hai bên đã ẩu đả khiến tài xế xe taxi tử vong do chấn thương sọ não. Còn thanh niên đi xe máy thì bị bắt đối diện với an tù. Những vụ ẩu đả liên tiếp sau va chạm giao thông ở Hà Nội rất đáng suy ngẫm về cách ứng xử, hơn thua nhau một câu nói, hơn thua nhau một ánh mắt, yên hùng trong chốc lát, để rồi lúc khoanh tay ở đồn cảnh sát mới thấy nó thật vớ vẩn thế nào. Ngày 6 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ tài xế taxi bị đánh chấn thương sợ não, tử vong. Vào cuộc điều tra, trong đêm ngày 5 tháng 3, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Trần Duy Quang. Khi đó, người này đang ở Thanh Hóa nên được đưa về Công an quận Tây Hồ để đấu tranh làm rõ. Qua việc lấy lời khai những người liên quan, Công an xác định hồi lúc 16 giờ ngày 4 tháng 3, tại khu vực ở đường Kè Hồ Tây, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, xuất phát từ việc anh LXT, sinh năm 1980, là tài xế taxi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, điều khiển xe ô tô taxi và chạm với xe máy do anh Quang điều khiển bạn gái trở phía sau, làm xe máy của anh Quang bị loạn trạng Giữa anh LXT và anh Quang xảy ra tranh cãi, và anh T sau đó mở cốc xe lấy một vật tay dài khoảng 40cm đuổi đánh Quang. Quang giơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt rồi cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu của anh T. Khi được người dân can ngăn, hai bên lên xe rồi đi. Sau đó, anh Tê về nhà nằm nghỉ đến 20 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3. Thấy sức khỏe anh Tê diễn biến xấu, gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh Tê đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày 5 tháng 3. Nhiều người thắc mắc rằng, theo như thông tin từ phía cơ quan công an cung cấp, ông Tê là người tấn công trước, anh Quang chống đỡ rồi mới tấn công lại. Vậy, trường hợp này có được xem là phòng vệ chính đáng. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, Mọi công dân đều được quyền phòng vệ chính đáng, nhưng cần hiểu rằng phòng vệ chính đáng nghĩa là chống trả một cách cần thiết để triệt tiêu vũ lực của người đang có hành vi gây thiệt hại đến sức khỏe, tính mạng của mình, chứ không nhằm mục đích là gây thương tích cho họ. Theo Bộ luật Hình sự quy định rõ, phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm ngược lại nếu vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật này trở lại vụ việc nêu trên cơ quan điều tra sẽ làm rõ trước khi tài xế taxi sử dụng vật này để đánh tài xế xe máy thì hai bên đã có những hành vi thế nào ý chí là gì có nhằm mục đích gây thương tích cho nhau hay không ngoài ra tài xế xe máy dùng vũ lực với mục đích triệt tiêu đòn tấn công của tài xế taxi hay nhằm gây thương tích cho đối phương nạn nhân đã tử vong đánh mấy lần đánh vào đầu trước mũ bảo hiểm có độ cứng như thế nào với những thông tin có được và đã công bố có thể thấy rằng cơ quan điều tra đang xác định tài xế xe máy dùng vũ lực là để gây thương tích cho đối phương bản chất vụ việc là đánh nhau nơi công cộng chứ không phải là phòng vệ vì thế tài xế xe máy đang bị cáo buộc về tội cố ý gây xa thương tích khiến cho nạn nhân tử vong tuy vậy khi thực hiện hành vi tài xế xe máy không nhận thức được có thể dẫn đến việc là chết người không mong muốn hậu quả xảy ra nên bị điều tra về tội cố ý gây thương tích chứ không phải tội giết người vẫn theo luật sư Đặng Văn Cường, đây là một vụ án phức tạp liên quan đến hành vi của cả hai bên, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Có thể thấy rằng tài xế taxi cũng có một phần lỗi khi mà dùng vật tay tấn công tài xế xe máy trước. Nếu như còn sống, tài xế taxi có thể sẽ bị xem xét hành vi xử lý là cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong việc nạn nhân đã tử vong cho nên lỗi của nạn nhân nếu có sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho tài xế xe máy. Một vụ việc khác cũng xuất phát từ mâu thuẫn trên đường phố thuộc địa bàn của phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhóm thanh thiếu niên đã dùng gậy, xẻng đánh cục người đi đường. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 3 tháng 3, Công an quận Hai Bà Trưng nhận được tin báo tại khu vực của ngã tư Lào Đúc, Phạm Đình Hồ. Có một số đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Nhóm thanh niên này cầm theo xẻng, ghế nhựa, đuổi đánh người ở trên phố Lào Đúc. Đáng nói, khi nạn nhân đã gục tại chỗ nhưng vẫn bị một số thanh niên dùng xẻng tấn công. Khi lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, các đối tượng đã bỏ đi. Qua điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ 18 đối tượng thuộc hai nhóm thanh thiếu niên có liên quan đến vụ đánh nhau trên. Các đối tượng thì đều trong độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi. Cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu do va chạm. Hai nhóm thanh thiếu niên đã chửi bới dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường, phố Huế, Nguyễn Công Trứ, Thi Sách, Lao Đúc, Phạm Đình Hồ. Trước đó, công an của phường Minh Khai phối hợp cùng với đội cảnh sát hình sự, công an quận Hai Bà Trưng tạm giữ hình sự hai người tạt đầu xe gây rối trên đường vành đai hai trên cao. Theo xác minh, vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 2. Lúc này, chị NPTA sinh năm 1996 đi ô tô ở đường vành đai hai trên cao hướng cầu Vĩnh Tuy ngã tư sở. Khi đi đến đoạn phía trên của cây cầu Mai Động, thì chị A bị xe SH màu sắc cam do Trần Văn Hiệp sinh năm 1986 trú tại quận Hai Bà Trưng chờ lái Trịnh Thịnh. Sinh năm 1980, lạng lách tạt đầu chị A. Sau đó hai người này đập vào xe của chị A rồi chửi bới. Tiếp đó, Hiệp và Thịnh tiếp tục chạy trên đường vành đai hai trên cao và gây gỗ với hai nam thanh niên trong xe ô tô màu trắng khác. Sau đó, hai nam thanh niên trên ô tô này đã xảy ra sâu sát với Hiệp và Thịnh. Qua hai vụ việc điều trên, vấn đề về văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông lại hâm nóng trở lại đa số ý kiến cho rằng việc có người chết sau màn ẩu đả chắc chắn sẽ không xảy ra nếu như một trong hai bên xin lỗi trước. Đây là văn hóa song thông, cách ứng xử văn minh cần có trong thời hiện đại. Từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài, phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng cho biết, trong suốt 7 năm ông chứng kiến duy nhất một lần to tiếng trên đường và đa phần nếu nhỡ va vào nhau thì hai bên cùng nhanh nhỏ, sorry, xin lỗi, thế là đủ. Thế vào đó, với luật pháp nghiêm khắc, ở những quốc gia phát triển, tác động vật lý xâm phạm thân thể sẽ bị phạt cực nặng, nặng đến mức làm cho nguội tanh những cái đầu như núi lửa. Phó giáo sư tiến sĩ Thạ Hải Tùng viết trên trang cá nhân, hơn thua nhau một câu nói, hơn thua nhau một ánh mắt, yên hùng chốc lát, để rồi lúc khoanh tay ở đồn cảnh sát mới thấy nó vớ vẩn thế nào. Sao không xin lỗi rồi cười xòa. Đồng tình với cách ứng xử này, ông Nguyễn Anh Quân, năm 52 tuổi, sinh sống tại Đức cho biết, khi xảy ra va chạm thì 100% tài xế tự biết mình sai hay đúng và việc đầu tiên khi họ xuống xe là bắt tay và nói ngay lời xin lỗi. Ông Quân kể lại, tôi chưa từng đụng vào xe ai bao giờ nhưng không dưới 5 lần họ va quyệt vào mình, câu đầu tiên tôi luôn nhận được là xin lỗi. Trong quá trình giải quyết vụ va chạm, hai bên luôn trao đổi lịch sự, không hề thóa mạ hay đánh nhau. Bàn luận về việc ứng xử như thế nào khi va chạm giao thông ở trên phố, chị Phạm Lan Anh sinh sống và làm việc hơn 20 năm tại Nhật Bản chia sẻ. Khi xảy ra va chạm rất hiếm khi có chủ phương tiện cái vã và ẩu đả. Thay vào đó, họ sẽ gọi cho tất cả các cảnh sát công ty bảo hiểm đến hiện trường. Chị Lan Anh cho hay, công ty bảo hiểm thay mặt cho thân chủ chi trả về chi phí phát sinh và chủ phương tiện công ty bảo hiểm tuần thủ những quyết định của cảnh sát. Bên gây tai nạn sẽ rất chú đáo đến thăm hỏi nạn nhân nhưng cũng không sao vì luật đã xử lý. Chính vì việc tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn giao thông mà tỷ lệ tai nạn ở nước này đã giảm đáng kể. Chị Lan Anh dẫn chứng, trong năm 2022, Nhật Bản ghi nhận 2.610 người tử vong vì tai nạn giao thông. Theo nghiên cứu của Viện Nguồn lực Thế giới, thủ đô Tokyo của Nhật Bản được đánh giá nằm trong top những thành phố an toàn nhất. Tương tự, ông Minh Tùng, 54 tuổi, sinh sống ở Đức 31 năm, cho biết Đức có luật lệ giao thông rõ ràng, người dân để lái được ô tô trên đường cũng phải trải qua một khóa đào tạo rất khắt khe, vì thế họ chấp hành luật rất nghiêm khắc. Nếu không may xảy ra tai nạn thì người Đức luôn đứng xử tốt với nhau, lịch sự tôn trọng, không gây gổ. Họ gọi cảnh sát tới lập biên bản và giao cho công ty bảo hiểm giải quyết. Khi làm việc với cảnh sát, họ sẽ tường thật lại đúng diễn biến mà không có chuyện gì để cố tình đổ lỗi hay là né tránh trách nhiệm. Ông Minh Tùng thông tin trong trường hợp không rõ lỗi tại ai, có thể thuê luật sư để xem hồ sơ của cảnh sát nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và trường hợp nếu gây tai nạn mà tự ý bỏ đi sẽ bị phạt nặng. Thưa quý vị, ẩu Đà sau va chạm giao thông, nhẹ thì bị thương tích, nặng thì có người phải bỏ lại cả mạng sống của mình chỉ vì những giây phút nóng giận, không kiềm chế độc bản thân. Một lần nữa, các vụ việc như trên là một hồi chuông cảnh tình đối với tất cả ai đang tham gia giao thông. Mỗi người cần giữ cho mình một cái đầu lạnh khi cầm lái. Nếu không may xảy ra va chạm, điều tốt nhất là các bên cần bình tĩnh, cùng nhau giải quyết ôn hòa. Nắm đấm sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, thay vào đó là những tổn thất về tinh thần, sức khỏe hoặc là vòng lao lý. Những thông tin liên quan đến các vụ trên sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.